Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 20 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, cả miền Bắc trời sẽ chuyển nắng sớm. Ở khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời có nắng sớm và cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai tăng lên ở mức từ 29 đến 32 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ còn đạt ở ngưỡng từ 34 đến 35 độ, trời nóng nhẹ. Với các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên ở mức từ 27 đến 30 độ. Từ thứ ba của tuần tới ngày 22 tháng 3, một đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống nước ta. Các khu vực của Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới, lưu xuống khu vực miền Trung. Các tỉnh miền Trung cũng nằm trong vùng tác động của đới gió đông và gió đông nam. Dự báo trong ngày mai, toàn miền Trung cũng đều có nắng sớm. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt duy trì trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Xuống khu vực phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày mai, nhiệt độ hầu như không thay đổi, đều tiếp tục có nắng nhưng cường độ nắng vừa phải. Ở vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến dao động từ 30 đến 33 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Riêng ở miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt trên 35 độ. Trên biển, tại tất cả các vùng biển nước ta đều với từ tiết tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.